200 người nha, 100 người đã quay lại với kênh Đánh Tài TV nha mọi người. Bây giờ Đánh Tài sẽ dẫn mọi người đi câu nha, đi câu bụi nha mọi người. Câu không chuyên thì nó cần câu nó hơi gớm nha mọi người. Giờ bắt đầu mình sẽ hạ cân nha mọi người. Ủa bắt ba câu một câu kỳ vậy? Chết kìa. Con còn câu vậy hồi nãy giờ câu hơn được 9 con rồi. Ủa sao? Bố quay bố kiếm gì vậy? Con đã biết rồi chết kiếm rồi. Dây em này còn dây nè, lấy dây khác nè. Mẹ. Mẹ. Con không à ơi. Hả? Con cậu. Bữa câu cái gì mà. Hỏi con nhóm nhỏ nè. Cầm mẹ cái dù coi. Đứt dây luôn. Cho cái mình cá xích xích rồi bạn chút đẩy xích xích mấy cái nhỏ vô cho có chút cho nó mát. Ê chọt chọt trúng kìa. Anh hỏi đây nè, con lấy đi, con tự lấy đi. Nè hết rồi, ngon rồi. Giờ mới ở lên đây nè ai ơi. Có quẹt hay gì vậy, dao hay gì vậy? Không, cũng răng cắn nè. Kèm con tao ăn nước kìa, tao ăn chài kìa. Ăn chài. Có chài luôn hay ghê vậy? Chạy ghê rồi chứ. Chạy đó mấy trăm ngàn á. Chạy mắc tiền má. Có biết, biết quan nha, biết quan cũng như ai tào lao. Mua về luyện vài bữa rồi, tròn liền gì. Có biết quan chứ, biết quan cũng như con à. Cái này là có cái dù của bác hai á, đúng luôn á. Cái dù. Cái lèo thì sợ đem ở đây lủng á. Không, đào hai cây rồi chừa cây miếng bạc lên. Đào hai cây rồi còn cây trái cho miếng bạc. Ừ. Hết đã luôn. Cái này nó giảm em có nó cầm thủ. Trời đất ơi. Này mình cho nó tốt lúc kia cũng mà. Này đất cắm mà. Miếng miếng này đổ xà bằng rồi chắc có người bán rồi. Mấy này đổ xà bằng rồi chắc cũng có người bán. Mua chắc có người mua rồi. Ừ, mua rồi lộn tự nhiên. Mua rồi chắc đổ xà bằng nè. Bạn có nhỏ này dính cho bạn coi. Đi cái thác bạc hai qua đây. Đây, đây mọi người. Em câu không chiên thì đang câu bằng mọi trùng nha mọi người. Câu dính cái nào à, thì hay cái đó nha. Mẹ ơi, hay quá, hồi con câu quá mẹ. Đây là ở khu Vĩnh Lộc nha mọi người. Khu Vĩnh Lộc, Hồ Chí Minh nha. Ơi cần em bỏ rồi đó luôn à. Chơi ngồi dính nắng đi. Kiếm cái gì che cho con xích tới chút ba nắng quá rồi đó. Xích đây nè. Ngồi xích cái đẳng cho mẹ ngồi xích tới chút bé. Nắng tới xíu mấy căn mình nó cháy nó có để xe nước không? Đi câu cá mà giống như là đi tị nạn vậy nè. Tị nạn. Hồi nãy thấy cái lều chua vô mà sợ lủng cái lều mới mua. Này là không biết thiên sinh luôn. Mình tới sau, rồi sớm là ông anh ba mình tới trước rồi nè. Này là có cá nè. Ồ. Mày tưởng nó đem cái miếng này bự lắm á, cho con mày đem nó xíu thiều lấy rồi con miếng kia cho mày. Cá rô phi nè. Cá rô phi thiên nhiên. Gì đó. Hả? Lưu vậy. Đây dính đây nha mọi người. Con cá đầu tiên đã ăn mồi. Vẫn là cá rô phi nha. Sai Barbie. Anh Tú mở giùm em à.
nhỏ mới biết cái này phóng sanh nữa không? Thôi cứ bắt nó bỏ vô thùng đi cho có thành quả với người ta. À, loại hình đang xây túp lều lý tưởng. Bự quá. Con này bự quá. Tấm. Văng ra nhà trời chơi nó. Trời mắc mồi nè. Rồi đi. Đây mới chế một chỗ. Đóng mà ghim cần. Rồi ngồi ngóng tiếp mọi người ơi. Khung cảnh đồng quê rất là mát mẻ. Đây là vùng riêng thành phố nha. Quận Bình Tân, thuộc địa bàn quận Bình Tân nha. Lại tiếp tục dính cá rồi nè. Khu này có vẻ khá là nhiều cá nhưng mà nhỏ không à. Máy này về mặn mẹ gì bóp ruột ra cái bỏ lên xíu. Rồi, giờ cho nó vô đây luôn nha. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Đây tao quăng chài chài mẹ đó. Rồi, chuẩn bị vô. Đó, vô. Rồi, mong mỏi mới nha mọi người. Em thứ ba đã cắn cần của mình. Mấy em cá đây nó không có to, nhỏ gì không à. Ăn thử cái bánh em cũng chưa ăn lần nào chứ. Vừa đủ chiên giòn chấm nước mắm. Nhai luôn xương, nuốt luôn con. Kêu cái gì bánh hạt dẻ, bánh nướng hạt dẻ gì đó. Nói chung câu cá giải trí vậy là ok rồi. Chủ yếu vui là chính thôi nha mọi người. Chứ ăn uống gì đâu. Bên này mát rồi nè. Cái nhỏ nhỏ vậy mà làm đều đều nè mọi người. Không chui đây ngồi nè. Đúng rồi. Lo mấy miếng giấy qua đây ngồi nè. Không qua đây. Lo qua đây ngồi đi trong rồi từ từ gì nữa mà nắng thế nè. Dạ. Vô xô nha. Tẩm. Lo qua đây đi. Lo mấy giấy qua đây ngồi nè chị. Mình mát nè. Hết mồi rồi, giờ phải móc thêm trùng rồi. Vậy giờ cái gót trùng. Cái câu là mồi trùng. Đó, nhưng mọi người cũng đã biết đó, là ban ngày là em làm chạy shipper, em đi giao hàng cho khách. Rồi tới trưa tranh thủ về, nếu mà về sớm nè. Dạ. Em dẫn gia đình đi câu cá để thư giãn cho mấy bé được trải nghiệm. Cũng như là có cơ hội làm thêm cái kênh YouTube này để chia sẻ với mọi người về cái cuộc sống của gia đình em nha, cũng như là giúp cho các bé nhà em có thêm những trải nghiệm. Và cái quan trọng ở đây á là khi câu cá thật sự là nó giúp chúng ta học thêm về gọi là cái tính kiên nhẫn á, để áp dụng vào cái cuộc sống cũng như là cái công việc của em á mọi người, là phải kiên nhẫn. Tại nhiều khi những đơn hàng khó khăn là mình phải ngồi mình chờ khách. Học phải học tính nhẫn nại nha. Kiên trì. Nói chung là khi em câu cá thì em thấy là những người câu cá là những người gọi là có cái ý chí gọi là kiên cường á. Có người em thấy ngồi hả, ngoài nắng cả buổi luôn á. Có người ta câu đêm luôn kìa. Nói chung là họ cũng là những tài năng. Nãy câu dính ba con rồi, bây giờ ngồi im luôn nè. Chứ nó nghe mình nói hay sao á mọi người ơi. Nó không chịu ăn nữa nè. Ở giờ ngồi ngáp vậy. Đem theo cái miếng đó rồi mình mới trải cái lều lên được. Nếu không để về là nó lủng liền. Nó cũng nhấm 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 nhấp á mà giờ giật lên không ăn luôn nè. Nói thật chứ em cũng không có gì về làm YouTube lắm, nhưng mà mấy bữa nay cũng nghiên cứu sơ về cái mảng YouTube và dường như nó đang cuốn hút mình, thấy mình cũng có đam mê và cũng muốn có nhiều hơn những cái trải nghiệm chia sẻ đến mọi người. Thành ra em cũng mong muốn là mọi người khi mà xem được những cái video
của gia đình em thì cũng mong mọi người hãy cho gia đình em một lượt đăng ký coi, một lượt chia sẻ. Và nhớ là nhấn vào cái nút đăng ký để nhận những video mới nhất ở phía gia đình em. Và khi mọi người có những góp ý thì hãy comment phía bên dưới để gia đình em có biết mình thiếu sót những gì để mình cố gắng khắc phục hơn, để cho ra những sản phẩm video mà tốt nhất, hay nhất đến với mọi người. Rồi mọi người nhớ ủng hộ kênh của gia đình Tấm Tài TV nha mọi người. Tại vì ai làm công việc nào cũng vậy, đều muốn có những cái thành quả tốt nhất, cao nhất từ những cái công sức mình bỏ ra nha. Tức là động lực để giúp cho cuộc sống này có giá trị hơn. Đây mọi người tiếp tục nè. Cái này cứ chiên giòn nha, chiên giòn cho nó mắm ăn luôn xương. Tầm... cá quay bự ghê ha. Cá đưa màn hình bự quay. Chơi đi, bên kia có bà dịch con kìa. Đây đây, bà vẫn đi ra coi dịch nè. Đi chơi đi, chị hỏi đi nè. Đây mình dẫn mọi người đi ra đây coi nha. Phía ngoài này nè. Dịch này chú. Mọi người đi qua coi dịch đi. Đi ra coi dịch đó, phía xa xa người ta cũng đi dài được nè. Chú Tư, hôm qua bố, đó, có dịch hôm qua trước á, hồi nhỏ bố con á làm ở chỗ đây nè. Bố anh làm nè. Thấy dịch nè mà. Dễ thương quá à. Đã chưa? Dễ thương quá. Dịch còn đẹp mà dễ thương nữa. Bé ơi, ra coi dịch nè con. Mama. Thịt cứng á, ra không được, để răng. Thở mới đi học con có học được. Trong trường có dạy con bài nào hát về đàn dịch không? Hát cho mọi người nghe đi con. Thôi để Tám Tài hát cho mọi người nghe nha. Trong kia đàn bình con lông vàng, đi theo mẹ tìm ăn trong vườn. Đàn bình con bơi lon ton. Đi đây con, nghe đi con dịch nè. Đi từ từ con, đi dừng té. Dừng té gạch các đứt chân chạy dò chạy máu á. Con nghe con dịch không? Coi không? Chị hỏi đi heo dịch đó. Không có ra gần mà sao mới té nè thỏ. Xích xích vô con. Dịch bơi đã con. Con xem dịch bên kia đó kìa chú Tư. Chị đây ơi, bên kia cũng có hình. Nè mọi người đó, ở đây cũng có rất là nhiều. Mấy anh cần thủ nha. Chỗ này có gì? Chú Tư ơi, chỗ bên đó có nhiều cá. Rồi đó, nó bơi ra ngoài sông lớn rồi đó. Nó bơi ra ngoài kia kìa. Bên bển á, chạy nó không á. Bây giờ té nha bé, xích xích vô con. Rồi mấy bây giờ đi xa rồi, thôi mình đi vô. Giờ nắm tay đi vô nè. Ở trường té đó. Ở trường miếng da ơi.
chiều mặn quân. Đây này, này mọi người, vẫn là đôi chân bày trong làng shipper nha, chưa bỏ nha. Không, cũng vậy à, cũng lắc nhắc mày nha. Nó tại lại phi nhớ cái bơi đó, hoặc những cái phi nhớ cái lần nè. Lục cục lục cục lục cục. Nhấp lại. Thôi. Anh đang công lên. Hay một cái con cá này luôn. Không được con cá. Con đi đi câu cá với bà. Ôi bà. Kìa lúc bao lúc bao lúc. Ê lúc bao kìa con gái. Trời đi kéo cần kéo cần kéo cần. Ừ. Con gái hơn bà. Gì? Lấy cái nắp, lấy cái muỗng ra, lấy cái nắp đậy đồ ăn của má ba lại. Kìa cái nắp ở trên hộp cơm đó. Đây, đây nè. Để cho anh mấy câu chưa? Cá bự ghê. Dính cá lia lịa chợ. Mãi giờ trời mát à, chiều mát. Nó đòi dép của tôi trời. Nè bé 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 kéo lên con. Anh coi chừng đó cái tai nghe cái khẩu trang kìa. Giờ đi. Không được cái con cá nào. Không được cái con cá nào. Con gái cũng thích con gái nữa hả? Nè. Con đâu ạ? Có đói mà. Được có tượng. Bà nội về đó, hồi nãy mới vừa dắt xe đi là bà nội về đây. Má về bà thấy cái phòng bà mình. Được, kệ bà. Ông ai đây đứng nè. Nguyên cái liều của ông Rí nằm trong phòng quá. Dẹp cái điện thoại vô kìa. Lấy ra bỏ cái vỏ đi. Tắt cái quạt đi bôi. Dẹp điện thoại vô vỏ, vỏ kìa. Được con cá bự cà bá luôn. Con cá đâu? Đó con dừng lên. Trời ơi xem rồi. Rồi thả lại đi con. Rồi gầm dớ lên chứ gần gấu lên. Kéo lên dớ lên. Ồ hụt rồi. Thì được cái con cá nào. Kìa 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 bé bé bé. Đó 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 con đó con. Đó đó. Kéo lên kéo lên. Trời ơi xem rồi. Cá bự nè. Vì chụp cá chụp chín rồi bà. Rồi rồi. Mà tí còn hay quá. Chụp ba cái đồ chơi của cá. Một thùng cá luôn á. Nước bây giờ không thấy. Nhiều ghê. Trời ơi, vợ tôi nó hãm tài dễ sợ lắm câu nãy giờ. Thì bởi mới kêu hãm tài á. Ủa không có sát xanh. Ủa má có thao không? Đó, ông nội tôi. Cái bao đỏ của ai vậy? Anh Sư nó rồi đi ra kìa. Nó đi ra được rồi giờ hở. Không. Ôi được rồi giờ hở. Cái người nói câu
Đây là trùng nha mọi người. Đây em câu bằng 10 trùng nha. Đi bây giờ. Ê, đấm cái đầu nó đi. Ê, đừng làm vậy. Rồi chừng đổ hết á. Về hỏi nè. Thôi, đi ra ghê, nó mất bây giờ. Giá này đẹp ha. Cái mấy con đẹp đẹp để nuôi. Cho con nuôi ơi. Con này sống nè, nó dính cái mì ăn nè. Để rớt. Ờ đẹp ha. Trời ơi, cái con này là thằng chú. Hồi nãy chị đi cũng câu rồi, con màu hồng đó. Sọc đi để nó chết. Không chết đâu, không chết đâu. Chết là hồi sớm vậy này đã lộn. Đẹp quá, nó đẹp ghê luôn á. Tôi hỏi chốt con màu hồng. Tôi hỏi nó hơi bị dai á. Ê, cái này nó lai vô. Nhiều khi nó... Đầu hai. Đẹp không, đẹp không? Ủa đẹp quá kìa. Dính kìa, dính kìa. Dính kìa, dính kìa. Trời ơi, con gái gầu dính giỏi dữ nữa nè. Kìa, tí kia dính nữa kìa. Nè chị gửi chị. Ờ. Đi nó dính nè. Con mẹ chết quá. Tụm. Con hay chưa? Ghê hả? Rồi con hay quá, bà nội cắt khẩu mày luôn. Chưa. Tới giờ rồi mọi người, tới giờ rồi. Xương không mà canh chua. Đây nhỏ tự giật. Nó chửi tôi kìa. Mẹ giận gì đúng không? Con con đúng không? Con là con câu giỏi đúng không? Đó đó đó, đó nó giật của con nó thấy chưa? Đó mất rồi đó mẹ. Đó dính nữa kìa. Trời ơi. Đó. Đó. Hay thiệt luôn à. Ở dưới đây có nhiều cá lắm á Hiếm Từ. Trời không dính con gái rồi. Không dính gái. Ê, lý do nào mà con câu cá giỏi dữ vậy? Hả? Nó là hả? Sao con câu cá giỏi dữ vậy? Đó đó đó. Ủa hồi quay. Hết mồi rồi. Hết mồi rồi. Không có mồi đâu. À hết mồi hả? Rồi để thay mồi. Ủa nó giật cái hồi, hó nó ngon dính nè. Wow, trời ơi dính nguyên con gà khổng lồ. Cá nhỏ. Cá bự ghê. Cá nhỏ. Đây, con gà khổng lồ. Cá khổng lồ. Rồi dính luôn rồi, dính không? Ui. Tự nhiên cái con gà nó giờ cướp. Tự nhiên gà lại đi con. Nó giờ cướp, nó hở miệng gà. À, nó hả mì ra giật của con hả? Đó, nó đang giật giật của con hả? Con ghi người tôi dạ. Cậu con thì nói về cũng được được chưa? Ở bên kia hả, một đống con người tắm luôn á. Bây giờ lên bờ dễ hiểm đâu. Nó hồng nổi cá.
4 giờ chiều rồi. 4 giờ hả? Hết nắng rồi, tắt nắng rồi. Hải Phú nổi liền, quất liền không? Ê, vô đây chơi, chơi đi, vô chơi. Đi hỏi đi. Em Cherry đang làm sát thủ câu cá mà con. Con vô chơi đi, hỏi em Cherry vô chơi với con. Bây giờ thì trời đã chiều rồi, không còn nắng nữa nha. Trời bây giờ là trời nó mát mẻ rồi nè. Không gian bây giờ rất là thoáng mát. Ở đây người ta trồng rau muống ở trên sông đúng không? Lại dính đỏ nè mọi người. Cá bự. Cá bự bằng cỡ mà cá ba ba không nè. Được rồi. Không lấy được. Ngày về chiên chuồng. Vô, tiếp tục vô. Thôi nha mọi người, bây giờ cũng đã chiều rồi. Viên hạm đội của em bắt đầu thu cần nha. Rồi dọn lều. Dục miếng này luôn được không? Dục cái này luôn hả? Nãy giờ cái bình nước động mà sao muốn. Đây nè má, chặt mỏ đây uống hả? Trời ơi. Gai gom mấy cái cán này giật giật. Có cá bật lửa không? Con này bật lửa bả kịp ra. Con này sắm nổi hồ luôn. Chuyện nó nhanh lớn lắm. Hồi nào má? Con ơi, con cá đẹp ha, con cá hồng đẹp ha. Nó bè dưới. Bởi lấy cái bạch, lấy cái bạch tí. Kìa bạch kìa. Hay. Ê, đừng có đạp con. Mới đạp quá khó rồi. Đừng có đạp bên bụng ra. Mày đạp như. Nó kêu thôi, em không muốn đi đâu, em muốn xuống ao cơ. Về cho người ta ăn cái bạch bự ghê ha. Cái gì? Cái. Ngã xe đi. Đi. Ngã xe con. Còn chơi thu cần nữa. Ghiền nữa. Rồi nha mọi người, thế là hai đại gia đình của em đã làm xong nhiệm vụ đi phá làng phá xóm này nha. Qua gã nhanh lên. Gần chục mạng. Gã nhanh lên thôi. Của đứa nào nó chơi không có ấy. Rồi chào mọi người nè. À, chào mọi người. Lên xe, let's go!